ST tung MV đầu tiên kết hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc sau khi rời nhóm 365. ST, Nam Vương bước nhảy Hoàng Vũ 2016 tặng khán giả MV tình yêu tuyệt vời phiên bản dance. MV có sự góp mặt của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. ST là thành viên đầu tiên tung sản phẩm âm nhạc mới sau khi nhóm 365 công bố tạm ngừng hoạt động để đẩy mạnh hoạt động riêng. Sau khi trở thành Nam Vương của cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ 2016, ST đã ra mắt MV tình yêu tuyệt vời về câu chuyện tình lãng mạn với màu sắc và hình ảnh quay đầy cá tính. Với mong muốn một MV thể hiện thế mạnh của mình là vũ đạo, ST tiếp tục tung MV tình yêu tuyệt vời với phiên bản dance và món quà dành tặng cho khán giả. Trong MV tình yêu tuyệt vời phiên bản dance, ST đã phô diễn được hết khả năng vũ đạo đẹp mắt và điêu luyện của mình. MV còn có sự tham gia của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, cô cũng là quán quân của cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ 2015. ST và Lan Ngọc là đôi bạn thân thiết bởi không những cá tính giống nhau mà kỹ năng vũ đạo tốt khi cả hai trở thành quán quân của cuộc thi 2 năm liên tiếp. ST đã mời Lan Ngọc tham gia MV này. Dù công việc bận rộn nhưng Lan Ngọc đã dành thời gian tập luyện và diễn trong MV. ST chia sẻ, tội nghiệp Lan Ngọc dù rất bận và chỉ có 2 tiếng để tập với nhau. Lúc tập thì ST rất lo là thời gian ST tập cho Lan Ngọc ít, không biết cô ấy diễn được không. Tuy nhiên khi đứng trước camera và nhảy với ST thì ST vô cùng bất ngờ với cô gái này, thật tuyệt vời. Tình yêu tuyệt vời Perfect Love là sản phẩm của nhạc sĩ Rimastic, đội Subin Hoàng Sơn Đồ Remix mùa 2. Hòa âm phối khí do nhạc sĩ Khắc Hương thực hiện. Ca khúc mang phong cách tropical house mới mẻ sôi động, kết hợp với ca từ gần gũi, đang trở thành phong cách âm nhạc được nhiều ca sĩ trên thế giới ưa chuộng. Tình yêu tuyệt vời có giai điệu catch trai, những điệu nhảy dứt khoát, mạnh mẽ, lôi cuốn, chắc hẳn khán giả sẽ không thể ngồi yên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!